Hello, xin chào cả nhà, mình là Nguyễn Loan và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số các sản phẩm chống nắng của Innisfree mọi người nhé. Cái hàng của Innisfree thì mọi người biết là nó quá nổi tiếng rồi. Innisfree là một hãng thương hiệu quá là nổi tiếng của Hàn Quốc rồi. Nó có từ rất là lâu đời và sản phẩm của Innisfree quá là nhiều sản phẩm luôn, không thể kể hết được, từ những cái sản phẩm làm đẹp dưỡng da, trắng da các thứ là đều có cái sản phẩm của Innisfree hết. Đó, từ kem dưỡng da này, kem trắng da rồi toner. Rồi là nước tẩy trang các thứ là đều có cái sản phẩm của Innisfree cực kỳ là nhiều luôn và mẫu mã rất là đa dạng. Và Innisfree thì mọi người thấy là nó thay đổi mã mẫu mã là có thể nói là liên tục luôn mọi người nhé. Thì hôm nay em Loan sẽ giới thiệu cho mọi người một số các kem chống nắng hàng Innisfree mẫu mới này. Đấy, cái kem chống nắng Innisfree thì mọi người thấy là dù dụng á, chủ yếu là những bạn mà da thường á, là mọi người sử dụng Innisfree rất là đẹp luôn. Đấy, da rất là đẹp. Còn những người mà da quá là dầu, chúng ta sử dụng những cái sản phẩm của Innisfree thì mọi người sẽ thấy là nó nhiều khi là nó không có kiềm dầu tốt như những cái loại khác. Nhưng mà nếu mà những bạn mà da thường thì dùng rất là tốt, nó sẽ hợp với những bạn mà da thường hơn mọi người nhá. Đó, thì cái sản phẩm Innisfree hôm nay thì em Loan sẽ giới thiệu cho mọi người một số các cái mẫu kem chống nắng mẫu mới nhất của Innisfree nhá. Thứ nhất là mẫu No Sebum, loại này sẽ là nâng tông tầm 3 tông luôn. Đấy, trước kia thì mọi người sẽ thấy là cái vỏ của Innisfree No Sebum này nó sẽ là màu hồng. Tuy nhiên thì công ty nó đã thay màu xanh này rất là lâu rồi á mọi người nhá. Đây ạ, đó, chất kem ở bên trong đây. Dùng loại này mình thấy là rất là đẹp luôn mọi người nhá, nâng tông rất là đẹp. Mọi người mà muốn sử dụng hàng Innisfree mà muốn nâng tông đẹp á, mọi người đừng bỏ qua cái sản phẩm No Sebum này nhá. Mình thấy là nâng tông là quá đẹp đẹp luôn đó mọi người ạ. Đây. Đây, cái chất kem của nó thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ là đặc vừa phải thôi, không là quá là bị bột đâu. Bôi tay là mình thấy là nó sẽ thẩm thấu luôn và nó sẽ nâng tông luôn. Đó, ai dùng thì mọi người sẽ thấy là nâng tông đẹp luôn mọi người nhá. Đấy, nâng tông rất là đẹp luôn đấy ạ. Đó là cái mẫu mẫu nâng tông nhá. Mẫu Innisfree, mẫu No Sebum là mẫu nâng tông. Đó. Đây là mẫu nâng tông này. Tiếp theo là những người mà người ta gọi là làm việc ví dụ như là tiếp xúc với nước nhiều này, hay đổ mồ hôi nhiều này, rồi là những người mà làm việc ngoài trời nhiều ấy, muốn thứ nhất là muốn cho nó lâu trôi và muốn cái thời gian để mà nó bảo vệ da được tối đa, được tối ưu luôn, thì mọi người sử dụng cho mình cái long lasting đó, tức là cái thời gian nó bảo vệ da là nó sẽ dài đó, nó kéo dài thời gian đó. Mình sử dụng những cái loại 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 kéo dài như thế này thì sẽ ok. Đây đó, nó sẽ là vạch vàng như vậy, vạch cam như vậy nhá. Đấy, loại này đều là chống nắng là 50 SPF và BA sẽ là 4 cộng hết. Đấy, 50 ml mọi người nhá. Riêng cái No Sebum này là sẽ là 60 ml, là nó nhiều hơn. Đó. Đây là cái mẫu long lasting này, mẫu mẫu được bảo vệ da thời gian dài hơn nhá. Đó. Tiếp theo là cái mẫu triple size. Đấy, triple size đây. Mẫu triple size đi ạ. Triple size này thì mọi người thấy là những bạn mà da mà thông thường thôi, là ví dụ như làm việc ở trong nhà mà chúng ta thấy là nâng tông nhẹ nhàng á, không muốn là dùng những loại nâng tông hẳn như là cái No Sebum thì chúng ta sử dụng cái triple size nhá. Đây ạ. Triple size đây. Dùng rất là đẹp luôn, hàng Innisfree em thấy là dùng rất là đẹp. Chỉ có những người mà da nhiều dầu như em thì em dùng là nó hay bị kiểu là để lâu là nó sẽ hơi bị kiểu hơi bết rít một tí. Nên là những bạn mà cần kiềm dầu nhiều ấy thì mọi người không sử dụng cái Innisfree, chứ còn những người mà da thường hoặc dầu ít, mọi người sử dụng Innisfree rất là nhiều lựa chọn mà rất là đẹp. Đây ạ, bôi vào rất là đẹp luôn. Đó. Đây là triple size mọi người nhá. Đây là tất cả là những mẫu mẫu mới cho mọi người đấy ạ. Đấy, mẫu mới. Đấy. Mẫu mới hết nha mọi người. Đó. Thì còn thắc mắc cho những cái sản phẩm chống nắng của Innisfree này, mọi người có thể liên hệ trực tiếp với em Loan qua số điện thoại là Nguyễn Loan 0985 38298 nhé. Ok, xin chào cả nhà.